trời đất quỷ mẹ thánh thần tạng dương bồ tát đó ta trời cha ơi. Ôi trời ơi, thế này làm sao chịu nổi đây mấy chế. Trời ơi, nó đẹp cả trời ơi. À quên quên, cú đám thép mà gaming từ giờ xin chào mà tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trời mới mới mượn của thằng bạn cái acc anh em. Vô mình review cho anh em xem cái bộ trang phục nữ hoàng phóc bông nha anh em. Đây trời đẹp anh em. Má quá bá, gọi là kỹ năng, tao nó hiệu ứng kỹ năng là bá cháy bộ chiếc chó luôn. Bây giờ mình vô trận mình test thử cái bộ trang phục này nha anh em ơi nha. Ok, let's go vô trận thôi. Trời đất trời ơi, em đi như thế này làm sao anh chịu nổi đây Violet. Trời, anh em thấy không? Hiệu ứng kỹ năng thì mình không biết như thế nào, nhưng mình thấy đây là mình thấy khoái rồi đó. Kinh không, kinh không? Bộ này rất là đẹp luôn anh em à. Rất là cực kỳ gọi là hiếm. Một bộ trang phục hiếm của Garena anh em. Đâu phải ai muốn sở hữu là được đâu nha anh em nha. Ok thì cú đám thép mà gaming từ giờ xin chào mà tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ đánh vị tướng Violet với bộ trang phục là nữ hoàng pháo hoa. Thì anh em đã biết rồi, một bộ trang phục có bộ kỹ năng rất là đẹp luôn. Thì cái clip hôm nay thì mình dành riêng và tặng cho một bạn có tên là Bí Quy ha. Bí Quy cũng là fan của mình từ rất là lâu rồi, từ kênh cũ là cái kênh thứ nhất của mình, là Bí Quy đã theo dõi đến kênh thứ hai vẫn không bỏ được anh cứu đám thép. Và ok, gọi là không bỏ kênh chứ không phải không bỏ tôi không có liên quan rồi nha. Đó thì cái clip này thì anh cứu đám thép sẽ dành tặng riêng cho Bí Quy nha. Hết sức bình tĩnh, hết sức bình tĩnh đó. Chúc Bí Quy gọi là nhiều sức khỏe nè ha, năm mới an khang thịnh vượng nè. Ok thì mình sẽ ăn con quái nhỏ này, mình lụm xuống lụm cái con bùa đỏ này xuống, mình ganh cái đường này ở dưới anh em, để anh em thấy hiệu ứng kỹ năng cực kỳ rất là đẹp luôn. Chiêu một bắn nè, để lát có tùy bắn rất là đẹp luôn. Ê bậy, để ăn cái bùa đỏ này xong ra cứu cái bạn quanh heo tên mình nè. Đây bị dí hai ba thành viên, hai thành viên đang dí rồi. Xong rồi khắm rồi. Sờ liêm đang tới vào ba thành viên tem bạn rồi. Xong ăn ngay cái lao xác định luôn anh em. Rồi chạy được, quẳng còn sống rồi. Ôi, còn sống. What the hell, cái pha này là lượm được cục máu là sống anh em. Mình do mình lộn gọi là không tới cái tầm cục máu, chứ pha này lượm cục máu là cái bên vị trí rừng tem bạn là chắc chắn là bị trụ bắn chết rồi anh em. Không sao anh em. Ok, mới đầu trận chết một quạng là thấy quế rồi đó. Vô làm clip mà đầu trận chết mẹ thấy quế đó. Thì thật sự với anh em luôn, thì con Violet này thì mình chơi cũng rất là ít anh em. Bởi vì cách combo kill đồ, kỹ năng đồ nó có xàm xí đú thì anh em bỏ qua nha. Chủ yếu là mình review cái trang phục cho anh em xem cho nó đã mắt thôi anh em. Đây đép cái trụ này để nó mất anh em à. Đây ok, mình sẽ đép cái trụ này để thằng quanh heo. Bên bạn là Booster mà hình như là mình theo mình quan sát hồi nãy giờ là cái bạn Booster bạn A bị AFK hay sao. Thấy là đầu game mà ra mid farm anh em. Đây giết cái thằng quanh đồ heo này luôn nè. Nè làm gì chơi không trời. Rồi quẳng chạy được, trời cái đỉnh mệnh, quẳng chạy được nè. Mày chạy nè, chơi làm gì, chơi rỡ bậy đỉnh mệnh, còn một giọt máu quẳng sống nè. Chơi không rờ quá hát, không thể ngờ luôn anh em, không đủ đam anh em. Và đó có cái ulti tì là nã vô là ngon lành rồi, chưa có ulti thì mình sẽ lỡ là anh em, lỡ là mình sẽ cấu cái trụ này nửa cây máu rồi mình về mình farm tiếp tục anh em ơi. Đây thì cái hạt của bạn mình thì nó cũng ranh rất là thấp anh em, ranh vàng thôi anh em ơi. Cũng không cao gì lắm đâu anh em. Đó phá cái trụ này nè mấy ông chế phá, trời quá 26 kìa, mới vô trận thấy 26 là thấy quế rồi nha. Cái định mệnh quá thuật luôn nè. Chơi luôn trời ơi, ngán cái gì nè chơi nè. Rờ cái thằng trâu thì mình chết thôi. Về hết mana rồi, về anh em ơi. Biến giờ tiếp tục hồi mana mình ra mình farm anh em. Mới vô trận thì nó hơi cơ cực chút xíu, tỷ số bây giờ là 27, nghiêng về phía lợi thế, nghiêng về phía team bạn rất là nhiều luôn. Ok mình sẽ qua farm lại tiếp tục anh em. Đó trời, đang chơi mà Facebook nhắn tin liên nhắc thông báo liên tục, nó lắc quá anh em à. Mình sẽ bật FPS 60 lên và bật full HD cho anh em xem nha. Thì cái trụ mid hiện tại là người đi mid thì mình là Tulen á. Tulen sao lại đi với Toro với kia bỏ lên dưới đây ha.
mấy bạn ranh vàng đánh nhiều khi ít chú trọng về cái vấn đề giữ trụ đó anh em, bởi vì anh em phải hết sức coi, anh em phải hết sức thông cảm nha. Chúng ta mới chơi thì ai cũng chẳng gì anh em à. Đấy, bậy, làm gì mất đường trị rồi nè, chắc nó vô nó cài S với con mùi xanh này của mình hay sao á. À, nó lên kìa. Đó. Mid một đội hình cũng khá là chuẩn đó. À, AD Triệu Dân sẽ đi top và AD cái One Hell như là Toro sẽ đi đường dưới và mình sẽ đi rừng. Ok, mình cái trụ mid đang lính đang lên anh em, nhưng mà hiện tại là chỉ có một con lính thôi, mình chắc chắn là sẽ không cần phải đép, không bắt trụ anh em ơi. Và tỷ số bây giờ là nghiêng về team bạn khá nhiều, tỷ số 30. Lợi thế về team bạn rất là lớn luôn anh em à. Đây mình sẽ đứng đây mình cấu mấy con lính không ra nha anh em. Ra đập sắp mặt, nó đang đứng hai bên trụ kìa, đó anh em thấy không? Đang đứng ra hai bụi cỏ, mình lên cao là đập sắp mặt mà liền. Ê bậy. Chơi thì chơi chứ ngán bố con thằng nào. Anh em thấy bắn thấm không? Rất là thấm luôn anh em. Thì một lát nữa mình sẽ chia sẻ cho anh em cái build đồ ha, cái build đồ và build ngọc để anh em chơi cái vị tướng Violet này nó được tốt hơn nha anh em. Kỹ năng thì mình không có, nhưng mà build đồ ha, build ngọc mình có thể chia sẻ cho anh em. Nè, trở quá, anh bật tốc hành, anh chạy như một vị thần. Và bây giờ là One Health team mình thì bị AFK sao anh em, ôm trụ rồi, xong rồi. Trận này có khả năng là 4-5 nhưng mà rất là thọt luôn, nhưng mà 4-5 luôn. Không sao hết, chơi khô máu lên em. Nè. Mày nè chạy nè. Rồi, hay quá, để tu lên ăn. Để pha đó mình để tu lên ăn cho nó hồi ulti, nó cần hết tem luôn anh em. Mày nè. Rồi, đúng rồi, hay quá. Cái con tu lên khi mà nó sử dụng ulti trúng vào tướng địch, khi mà tướng địch chết nó sẽ 4 giây hoặc là 3 giây, tầm cỡ 3-4 giây theo mình nhớ, làm là 3 hay 4 giây vậy nên em. Nó sẽ hồi lại cái ulti. Nè, làm gì chơi không? Chơi không? Nè. Trời ơi quá. Bắn không trúng. Ê bậy. Pha này chạy anh em. Pha này chạy thật xa vào đó, đúng rồi, chạy xa và bắn vào nha. Để nó giờ quá hay luôn. Tu lên tem mình quá là xanh luôn anh em à. Bây giờ nãy giờ năng chắc cũng 4-5 mạng rồi sao, nó quá là xanh sao luôn. Nãy giờ mình rất là thọt luôn, năng mới có một mạng anh em à. Ok, thì mình sẽ trở về cánh rừng quen thuộc của mình pha tiếp tục anh em ơi. Thì mình chia sẻ cho bản ngọc của vị tướng Violet này cho anh em đi rừng nha. Đối với những anh em đi rừng thì anh em ép như thế này cho mình nè. Ngọc đỏ anh em ép cho mình 10 viên tốc độ đánh và tỷ lệ chí mạng. Còn ngọc tím là chỉ cần chúng ta còn 5 viên hút máu thôi anh em à. 5 viên hút máu không cần nhiều đâu. Còn 5 viên còn lại là ép tốc đánh, tốc chạy nha. Còn ngọc lục là đương nhiên là 10 viên công một lý xuyên giáp. Đó, cái bộ ngọc tốc đánh này giúp cho Violet đầu game nó bắn cực kỳ nhanh hơn. Còn con Violet này các bạn đang thắc mắc là có nên dùng nó để leo rank hay không. Thì mình khuyên các bạn luôn, ở những mức rank thấp thì các bạn dùng leo rank rất là tốt. Đây, chưa ăn được mạng nào luôn. Mày nè. Bắn cái ulti chết luôn, quanh heo một cái, một phát một chết luôn. Nè, làm gì, double kill, ngon lành. Ok, và bây giờ mình cảm thấy mình hơi xanh xao chút xíu à. Bắn nó, lượng đam nó gây ra cực kỳ. Đây, làm gì, chơi không, nè. Chạy đi đâu nè, nã cái ulti nè. Chạy hộ một cái luôn. Quá thơm anh em à. 4 thành viên team bạn lên dĩ hết rồi. Bây giờ tỷ số bây giờ 13-12, nó nghiêng về phía team mình. Bây giờ team mình nó hao bị xanh chút xíu anh em. Mặc dù đồ trận thì nó hơi bị cơ cực chút xíu, nhưng mà dễ. Anh Lữ Bố, anh Hổ Báo Cáo Trồn quyết định băng trụ giết luôn Toro chết luôn. Lữ Bố bật ulti, chiến thần vô địch, lẹn qua lẹn lại, bắn ulti không chết, tiếp tục sử dụng chiêu một lẹn qua bắn cái bọc. Lão định mệnh bật lên chiến thần luôn anh em. Thằng Lữ Bố nãy giờ nó gọi là nó quá là xanh luôn anh em. Đó, ok. Bây giờ là cái lượng đam gây ra cực kỳ khủng luôn đó. Đó. Quá kinh khủng luôn. Với cái build ngọc này chúng ta có một cái lượng tốc độ đánh rất là tốt luôn anh em. Còn về cái build đồ của vị tướng Violet này thì cái anh em hãy ép như thế này cho mình nè. Build đồ nha. Nếu như anh em thấy tem của đối phương á có sát thủ nhiều, hoặc là ngộ không này, Yuka này, những cái con tướng mà có khả năng mà ám sát á, đánh ám sát và dồn combo á, thì anh em lên cho mình áo choàng băng giá ha, để bảo tồn tính mạng. Bậy, từ từ mình nói sao, từ lộn qua từ. Bậy, hết sức bình tĩnh đó. Thì anh em lên cho mình cái áo choàng băng giá. Còn nếu như không có những vị tướng sốc sát thương mạnh thì anh em lên cái phức hợp kiếm để anh em đem lại cái khả năng dồn đam rất là cao luôn anh em. Violet mà trang bị phức hợp kiếm thì cực kỳ bá đạo luôn đó.
thì cái lót đầu tiên vẫn là cây kiếm trị hồn, và cái thứ hai, một là giày vô một, hai là giày kim cường. Bậy bậy, từ từ anh em, nói sau mấy thằng này này định mở nó ra, hết máu anh em, lộn về biết bậy rồi, định mở chút xíu nữa teo rồi anh em. Đây rồi, hay quá, tụi lên giết rồi. Xin lỗi anh em nha, lót đầu tiên là kiếm tri hồn và lót thứ hai là cái đôi giày kiên cường, hoặc là đôi giày tóc đánh, đôi giày vô một là đôi giày tóc đánh đó. Và cái lót thứ ba là thánh kiếm đó, và lót thứ tư là phức hợp kiếm, và lót thứ năm là thương xuyên phá nha anh em nha. Còn cái thứ sáu thì nếu như tem bạn có tăng cơ nhiều thì anh em có thể lên một cái món xuyên giáp, nó là kiếm Kuramasa đó. Còn không thì anh em cứ lên giáp phục sinh anh em chơi nha. Đó, build đồ nó rất là đơn giản luôn, có gì phải khó khăn hết á. Không, những anh em mà đang mới tập chơi thì anh em sử dụng build đồ này nó cũng rất là tốt đó. Còn tùy theo cái trận đấu mà anh em lên cho mình cái đôi giày nha. Nếu mà có tem mà có khống chế tốt đó, thì anh em lên cho mình đôi giày kiên cường, khống chế ít thì anh em lên cho mình cái đôi giày vô một để anh em lấy cái độ tốc độ đánh đầu game nha anh em. Tốc độ đánh nó cũng rất là quan trọng cho vị tướng Violet này. Ok, một mình con rồng phải ru luôn, không tốn hầu như là không tốn máu anh em ạ. Đây, cái ạc này nó không đem đúng ngọc, ạc này là full chí mạng anh em ạ. Không đúng ngọc qua AD, bắn cực kỳ rất là chậm, anh em thấy bắn chậm không? Đầu game bắn rất là chậm luôn. Cái bộ ngọc này là full chí mạng anh em. Đây, ok, mình đã có trang bị viên ngọc thì mình hổ báo cáo trồn mình lên, mình quét sạch hết lên anh em. Tem bạn đã chết 3 thành viên mà còn 2 thành viên lộ một cái bắn cái bóc chết luôn trời. What the. Nè rào. Pha đây mình băng vô trụ mình giết nó luôn cho anh em nè. Mày chạy nè, mày chạy chạy hộ tao một cái. 5 thành viên tem bạn lên dĩ hết anh em. Quá thơm. Cái định mệnh thả nhẹ cái là knock out, thả nhẹ cái knock out. Khi một cuối game quy rất nó rất là bá đạo luôn. Đầu game mặc dù nó bị giảm sức mạnh 3 mùa, theo mình nhớ là 3 mùa Violet được giảm sức mạnh, nhưng mà nó vẫn còn bá đạo ở những giai đoạn cuối game nha anh em. Đầu game thì nó hơi bị tù chút xíu, nhưng mà cuối game nó rất là bá đạo nha anh em. Đây. Nghĩ sao lưỡi bố bắn một phát một nè, chạy hộ một cái luôn. Đây lượm luôn cái trụ mid luôn anh em à. Anh em thấy bắn mướt không? Bắn mướt cực kỳ, rất là mướt luôn. Nè. Bắn nhẹ ra để bậy. Pha này chúng ta lộn ra sau nè, bắn con slim một cái chết luôn trời, quá bá đạo luôn. Mày này bắn thảy nhẹ là chết ha, mày luôn, quá thơm. Bây giờ chúng ta có thể thắng anh em, nhưng mà mình muốn tâm sự anh em chút xíu. Khỏi đại lính, đi ra farm tiếp. Mấy anh mấy chị hết sức bình tĩnh cho em một phút tâm sự. Thì cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip cú đánh thép nha. Nếu thấy hay thì đừng quên like, subscribe kênh, chia sẻ với bạn bè cùng xem nha. Nếu các bạn bấm đăng ký kênh, nhớ bấm vào cái biểu hiện cái chuông nha. Mỗi khi mình up clip lên là các bạn nhận được thông báo, các bạn vô các bạn xem nha. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình của mình nha. Bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip tiếp theo. Bye bye.